Hả? À nhạc 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 các bạn ạ. Thanh niên đấy là ai nhỉ? Quên rồi. Ví dụ mà Ero Tensei cái gì đó. Cái qua setting như mình như bên ngoài này thì đó là phím Q chứ nào. LB. Đây, phím Q đối chiếu rồi đúng không nào? Tắt này nhá. Đây, rồi, vào trong. Q là mở cái phần cái qua setting nhá các bạn. Các bạn setting sao cũng được. Mình để mặc định hết. Setting xong thì các bạn ấn vào phần setting complete này, enter vào ở đâu? Ấn phím L nhá, là con phim ấy, là phím A ấy. Còn phím back là cái phím là cái dấu dấu bằng trên trên bàn phím nhá các bạn. Y với X đúng rồi, là K với cả O. Option là O. Đây như, cũng như lần trước thôi. Mình sẽ để mặc định vài cái dòng này. Này để lên 2. Full screen. Cái phần setting của cái setting về cái graphic ấy của bên phần 1 và phần 2 thì gần như là không không khác gì nhau ấy. Giống hệt nhau. Mình sẽ bỏ cái phần motion blur. Credit. Credit là cái phần giới thiệu. Không quay đâu. Chúng ta sẽ vào game thôi. Nhạc rất hay đúng không nào? Ultimate Advance Free Battle Online Battle. Thì như mình đã nói ở rất nhiều video rồi, game này chỉ là game crack mà thôi, cho nên là những cái phần online thì gần như là không thể chơi được nhá. Muốn chơi được online thì gần như là mọi game chúng ta đều phải mua. Đây thì mình sẽ vào phần này nhá. Ultimate Advance. Có một số game crack được online mà đa số là không crack được. Now this world shall know. À đúng rồi, Pain. Pain của Akatsuki. Nghĩ mãi mới ra. Vãi lúa. Thôi tua. Okay, why don't we head to the man? Sakura. Đây là cũng như phần 1 chúng ta sẽ chạy chạy kiểu như thế này. Chán chết. Cái mở rộng bản đồ hơn tí. Talk to ai đây? Sure. Ok, nhầm đường rồi. What do you want? Rồi, vào đây Thanh nha. Trời ơi, phần này góc nhìn nó chối nhỉ? Nhìn nó nhìn lão hắt, không giống với cả phần phần một chút nào hết. Phần một chúng ta di chuyển còn thoải mái hơn cả phần hai nữa. Mình sẽ đến cái điểm đỏ trên bản đồ nhá. Bản đồ như cũng như phần một thôi, chúng ta sẽ ấn cái dấu trừ bên trên enter để mở bản đồ đấy. Hiện tại thì chúng ta đang ở đâu vậy? The fuck? Có ai đang có phần nhấp nháy? Không đường rồi đúng rồi. Có phải đúng chỗ này không? Cả đi gặp Hokage lấy nhiệm vụ. Phải chỉ lộn được một vòng à? Thôi, Tsunade. I brought Naruto. Hey, Grandma Tsunade, Shizune. It's been forever, huh? Naruto, it's good to see you again. Noisy as ever, hey Naruto. Tập tiếng Anh nha các bạn. But let's. What do you? Jimmy. Huh? Yeah. Kakashi. Yo. You either. And. Naruto. And if you. Fail? You mean? That's right. Ui, nói nhiều quá. You couldn't. We'll hold you. Got it. All right. Ui, kinh vậy. Naruto. Yeah. Meet your Inogero. Go to training field. Đến khu vực luyện tập. Open start menu, back position, open green room. Khu luyện tập ở đâu?
À, có lẽ là cái mũi tên đỏ các bạn ạ. Ta sẽ tới đó. Sổ chạy. Đã chạy giáp cẳng. Nhanh nhanh nhanh. Đúng hướng này rồi. Chuẩn rồi. Không nói chuyện gì nữa, bây giờ chúng ta đến thẳng mục tiêu luôn. Left highway. Hey. Huh? Listen, warm up. They're Don't you think I'm sure only thinking? That's perfect. This way I can see what you've really got. Ồ, đánh nhau á? Cái thôi. Cái chiều set. Go. Ai ôi. Hey. Cái gì ạ? Quá đã. Bây giờ mình chỉ biết có đúng một nút đó là chi tiêu mà thôi. Từ từ, bao game, bao game, bao game, bao game. Không bao được, không bao được. Ăn trở rồi. Đấm mất nửa cây máu. Nhé ơi chị ơi, tha em. Nhé nhé, tha cho em. Úi dồi. Mình chỉ biết mỗi nút đó là phi tiêu thôi các bạn ạ. Chuột bấm nút các thứ, nút gì nhở? E là đỡ. Quy. Ui dồi, đỡ thôi mà, được phát. Ai à, nằm nó vẫn éo nữa. Đấm đá lúc nào nhở? Đỡ éo. À, mình biết mỗi nút video các bạn, đó là nút K. Có nút khác ấn thì không được. Ây ôi, ôi xong rồi, sau này không về rồi. Thật rối quá. V, E, G, P. Có thêm nút G, nút P nữa. Để vào bấm thử xem được cái gì không. Có gì đâu. Làm ăn gì nhỉ? Ui. Thôi cho đấm chết rồi ra nghiên cứu lại nút thôi. Rồi. À, ok. Ô, đánh nhau luôn á, rồi đi. Không thể nào comeback được. Em quy y là cùng nút à? Tấn công được đâu? Ôi khó chịu nhờ. Bấm vào nút nào thôi nhá. Cái gì ạ? À đây à? À ra là vậy. Ấn phím B nhá các bạn. Là cái dấu bằng ấy. Đây này, phím B này. Là cái dấu bằng, đây là cái nút duy nhất mà mình vừa mới tìm ra. Để tấn công lại. Úi dồi, sao mà đấm cho sắp bật lìn. Có nút nào không nhỉ? Để cố gắng tìm nữa đây. Mấy nút này xa nhau quá.
Ôi ôi. Ái à. Đúng một chiêu xài đi xài lại. Là xén gan. Đúng một chiêu thôi các bạn ạ. Ôi. Kính vậy. Này, cho một trưởng cũng đi. Gần chết. À, kết thúc phát cuối nào. Được rồi, thắng rồi. Nhưng mà sao mình tìm được bước một nút đánh nhau ấy nhỉ? Bây giờ mình chỉ dùng đúng một cái nút bấm thôi các bạn ạ. B, ok. Đợi tí nhá. B với L, L là cái nọ, L là G, G ấy. Fuck, bây giờ mình không biết nút G nữa. RT và RL. RT, RT đây không thấy rồi. RT và LT. Nãy giờ đánh nhau xong rồi mình hướng dẫn, what the fuck? Vãi cả trường. Smooth. L là G. Jump. Loát chakra. Loát chakra. What the fuck? Loát chakra. À, hiểm ô đúng rồi. Nãy mình xài mấy lần rồi. You've got it. Looks like leave it. All right. We'll start. Hey, hold on. Huh? Yes. Here you go. Đồ item mới các bạn ạ. Có vẻ như là cái trong game này góc nhìn chúng ta sẽ không được thay đổi, chúng ta sẽ thử nhìn một góc nhìn như thế này thôi. Thì có lẽ mình sẽ dừng lại ở đây đấy nhá. Còn các bạn mà thắc mắc thì có thể ấn vào đâu để thoát ra menu nhỉ? Menu lúc nào ta? Fuck. Start button, open start menu, start button. À, enter các bạn ạ. Vãi cả lúa, bây giờ không biết ấn enter mà mở cái phần setting cho coi. Hả? Pizza into card collection tutorial. Đây, vào đây này. How about map, how recover, start menu. Cái này chỉ giới thiệu rồi. Không mở được, cái này chỉ giới thiệu các bạn ạ. Không thì mở start menu đâu. Cái gì vậy? Đây. Option. Đây này. Điều chỉnh sao cho phù hợp nhỉ? Hoạt động đây là control setting mà, what the fuck, mình nhầm rồi. Cái này sẽ là difficult setting, có chỉnh gì đâu. Phải là ở đây. Cả. Không phải. Ừ.
Ơ, à, đâu ấy à? Nãy vừa mở xong à? Quên xưa rồi. Fuck. À đây, ở ngoài này. Vãi cả lúa thật. Đây, ta đây, quy. Đây này, ui, tìm mãi. Nó chỉ cái quanh những nút này thôi á. Sau nãy mình spam gần như là tất cả các nút rồi mà nó chỉ có đấm đá đúng một chiêu thôi các bạn ạ. Cái ba d thì không tính nhá, right control, hả, à, control bên phải á, i p e q l k là nhảy và đánh, đó, l là nhảy, k là phi tiêu, còn o là gồng chakra, chỉ có đúng nút b này là đấm đá này, đấy mình dùng à, q thì không dùng được, q mình bấm thì chả thấy tác động gì cả. Nhưng mà E thì là đỡ, giống với cả phím Y. Control P thì thử rồi, cũng không có tác dụng gì hết. Y thì tương tự với cả phím E. Hay là bây giờ nó chưa mở combo nhỉ? Thôi rồi, cái này thì các bạn tự nghiên cứu nhá. Mình sẽ dừng lại đây thôi. Ok, cái hình ảnh tạm thời này mình sẽ có thể mình sẽ để dưới phần mô tả video các bạn, cho các bạn luôn. Để những bạn mới chơi thì các bạn có cái để mà bấm được chưa nào. Các bạn đỡ phải mệt mỏi. Được rồi, mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt các bạn.